Yo, hello, what's up chào em nha, cho quay trở lại với channel mình đây, từ từ bà đạo người nhá. Chào anh em game Go Moon Thoại như mình đây, từ từ bà đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chứ là video cho anh em xem video ở đầu video, anh em xin like và một subscriber ủng cho channel phát triển nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi săn cốt quà vui chơi sự kiện mới anh em. Đó sự kiện ngày cuối các bạn, hôm nay ngày cuối sự kiện rồi. Quá. Ơi, sắp Tết rồi mới cho anh em là chứ tôi lạnh quá các bạn ạ. Ok, khởi động sương sương buổi sáng làm qua một số nhiệm vụ. Hôm nay thì đăng nhập thì vẫn đang nhận Relay, Mạnh Vương Relay. Hôm nay là ngày cuối cùng của sự kiện tiêu phí. Không biết ngày mai sẽ mở tiêu phí gì đây. Mai là sẽ có kèo tiêu phí đây. Mà tuần sau mà full đi Tora thì không đủ rồi anh em, 150k. Xem nào. À, hôm nay đập nạp đập ra gần à. À không, anh em anh hùng ngoài quân gáp. Đây nạp anh hùng ngoài quân gáp các bạn nhá. Hôm nay là cũng ngày cuối của sự kiện đội hàng giờ, là anh em là chưa chơi thì đủ chơi. Tôi đã bảo để tí tôi tính xem tôi sẽ đổi mạnh một cháu nào đấy về anh em. Giờ chỉ đổi mạnh thôi chứ chẳng đổi được cháu nào khác anh em. BO lo hoặc là Dofi hay gì gì Drew hay Akalu gì đấy anh em, đại khái là vậy. Nói chung là mình phải tính toán. Tính nhưng mà đổi các bạn. Nhưng mà chắc đổi Akalu các bạn. Quên Kiraru. Đổi luôn anh em, nói là đổi luôn ạ, đổi luôn đi. Ok, xem thêm được bao nhiêu mạnh các bạn. Xem nào. 65. Thiếu 35 mạnh nữa là lại lên được 4 sao. Thôi, từ từ sương sương thế là cũng ok rồi. Ta thì chắc là chúng ta sẽ đi ghé fanpage đi anh em để xem nay chúng ta có sự kiện gì hot đó rồi tính tiếp bạn nhá. Đăng nhập lụm quà này. Ok. Ok các bạn, sự kiện fanpage. Fanpage hôm nay thì chúng ta có phiên bản loan tin gì đây? Hải tặc thời đại mới. Ồ. À không, cái sự kiện này tối hôm qua rồi anh em lái xe. Rồi rồi ok các bạn đặt mốc lái xe anh em, đặt mốc lái xe. Và cập nhật một đống anh em thức tỉnh Zero-C, Kata rồi có thứ anh em. Ok các bạn, nói chung là một đống cập nhật thôi. Đã được 4k like rồi. 2k mốt xe anh em. Ok, nói chung thì bên fanpage hiện tại chúng ta chưa có sự kiện gì đặc biệt các bạn. Hôm nay cuối tuần ảm đạm nhờ. Ok. Nông dân ngày 80 bắt đầu ít chơi rồi. Chú VIP 7 luôn là căng vậy, 85 anh em. Ghê vậy. Nên nhảy server không mọi người hay tiêu. Hay mọi người server mới server không mọi người hãy tiêu tiêu chứ nhảy server làm chi. Xếp đội hình như nào? Úi rồi vì hoắc nên đấy rồi, như là lên kim rồi kìa. Ngoài nhìn trông chiến nhờ. Ok anh em. Thôi, đi về à, phụ tôi anh em. Ok các bạn, có quà bảo trì đây. Nó có quà bảo trì đây anh em, quà phụ chơi anh em. Đôi khi chơi chính miết nó cũng buồn. À, phụ thì mới thêm kiếm sĩ mạnh nhất thế giới anh em. Marami hoắc. Mắt diều không mi hoắc anh em. Ok, hôm nay qua đây đi chiến nào. Neo thử đạo thần cho anh em, xem nào. Neo thử đạo thần cho anh em, xem nào. Nguyên team ra trận. Xem sức chém của mi hoắc anh em. Úi xa. Tín với anh em. Có đam cái nó khác hẳn ngay các bạn. Đôi khi chơi ác chính có nhiều tướng quá. Đôi khi loạn anh em. Nên chơi kiểu nông dân này nó có đúng một tướng. Đấy tướng mạnh chấp nhận phải lui anh em. Nên nó khác bọt ngay. Đấy. Ở đây thì chúng ta mới thấy phong độ đỉnh cao. Sức mạnh thật sự của đô ma ơi. Mắt diều hôn mi hoắc anh em. Anh đố mi hạnh. Thế mạnh còn đố mi hạnh các bạn. Đấy. Chiến thật sự các bạn. Xời. Chém phát nào nó uy lực phát đấy anh em. Bao uy tín luôn ạ. À. Đấy. Úi xời, ulti. Quá khỏe các bạn. Đó. Quá tuyệt vời. Đi nguyên với bộ tem là đúng bài luôn anh em. Đi theo kéo nguyên tem cũng đúng bài luôn các bạn. Ok. Chúng ta thử đi đánh boss coi.
Nabon là sát thương vật lý à? Nabon là sát thương vật lý anh em. Ok, cứ đi tìm này coi anh em. Một bánh Nabon xem được bao nhiêu, đường level bao nhiêu. Cũng có mình đố với Hạnh đánh thôi anh em, đố với Hạnh chém là nhiều. Ui giờ mới được 36 anh em. Ui giờ thôi 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 thôi. Mua chơi thôi anh em, không có được. Ok, chiến nào, vượt đại hành trình đi anh em. Ok, bọn chúng ta cùng nhau đi vượt đại hành trình nào. Cùng nhau đi vượt đại hành trình nào. Rồi. Được của nó anh em, uy tín luôn. Uy tín thế nhờ. Tiếp tục nào, tấn công. Ý da, uy tín giá man các bạn. Được của nó luôn anh em. Lơm. Tiếp tục. Đang hết thuyền ra trận luôn anh em. Trời. Trời. Giỡn đùa anh em. Giỡn chơi hoài. Tiếp tục chiến. Biết về sao bản Việt có cập nhật thêm cái sự kiện tiêu phí trong ngày không nhỉ? Ngoài tiêu phí tháng ra thì có tiêu phí ngày đấy chứ, tiêu phí kim cương á. Nó cập nhật tiêu phí kim cương trong ngày nó thì ngon anh em. Trong ngày tiêu phí 50k đấy, nhận được một đống quà hot ấy, kiểu như vậy cũng ngon. Mà đấy chắc phải hơi game hơn 1 năm, nếu mà có muốn ra tính năng đấy phải thêm hơn 1 năm thì mới ra đấy. Nhưng cái giờ ra thì cũng nó làm hạn chế game xuống. Cũng không phù hợp lắm. Sao? Đấy, đôi khi đâu cần phải tem mạnh đâu anh em. Đấy, đi team cái này là OSK rồi các bạn thấy không? Đó. Chiến thật sự rồi anh em. Em qua lưng xong cái tự nhiên tôi thích vào chơi ạc này ghê luôn các bạn. Chiến dã man. Nó cứ gọi là khác bọt anh em. Đừng đùa với anh Đỗ Mỹ Hạnh nha. Chém là... Dạ, ok, 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 sẽ toán mất no ra. Thế thì Đô Phi ra trận tạm. Đô Phi ra để nó búc đấy cho anh em. Nó búc cái tơ khiên thêm cho vừa khóa chân đôi bạn nữa. Tiếp tục ra trận. Phá đảo luôn anh em, hay phá đảo luôn thôi. Cái gì chứ Zamba đại hải trình không là gì với tôi cả. Ok lượm nào. Sao? Quá dễ anh em. Game này quá dễ. Nó nghe chừng không pull lại được rồi. Căng thế nhờ. Đố Mỹ Hạnh còn gánh còng lưng rồi anh em. Nhưng mà khả năng không pull lại. Không pull được. Thì để pull thấp quá. Magellan vào trận nào. Bắt buộc phải cho Magellan ra trận thôi anh em. Tiếp tục. Ok, còn hai bạn nữa xong rồi. Ok, dùng độc hoài. Càng quá. Càng quá các bạn. Càng quá. Ok ok, cố lên Magellan ơi. Magellan ơi. Anh Magellan cố lên nào anh Magellan. Hay quá. Ok các bạn, ít nhất là đến được ải cuối rồi. Mặc dù vẫn hơi căng. Biết ăn nổi không anh em? Trận cuối này chắc là nghĩ không nổi đâu các bạn, nuốt không trôi đâu. Đội bạn mạnh hơn nhiều mà. Còn hai người. Ok bạn, còn hai người anh em, cố gắng ăn cho nó nốt. Cố gắng. Bây giờ có hạ được Marco là cùng anh em, có hạ được Marco là cùng. Được Marco là cùng đó ạ. Chứ còn không hạ nổi Marco anh em.
Rồi, clip sau này thì cập nhật quá trình quả cát thôi. Vui chơi sự kiện thôi anh em, clip kết thúc nha. Hẹn anh em tiếp theo giờ thì. Bye bye mọi người.